Kính thưa Thủ tướng, Tây Nguyên không thể trở thành sa mạc mà phải phủ rừng xanh bạt ngàn, phải xem xét vấn đề phát triển thủy điện nhỏ để hạn chế phá rừng. Khi nghe được, tôi thật sự xúc động và trân trọng trăn trở đó của Thủ tướng. Xin Thủ tướng cho biết, việc phát triển phá rừng đúng quy định, quy trình, thông qua các dự án thì phải chỉ mạch điểm tên cá nhân tổ chức nào hay cứ bảo do Quốc hội bấm nút là được. Và Thủ tướng có ủng hộ văn hóa từ chức không? Công tác cán bộ của ta nên đưa văn hóa này vào chưa? Xin cảm ơn Quốc hội. Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu Quốc hội, thời gian gần đây, hiện tượng thiên tai, biến đổi khí hậu và thời tiết diễn ra ngày càng khốc liệt hơn với tần suất dài hơn. Ngoài những thiệt hại về vật chất, chúng ta đau buồn khi thiên tai bổ lũ, các vụ sạt lở đất đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội. Chúng ta vô cùng bàng hoàng khi có nhiều thi thể trẻ em được tìm thấy tại hiện trường các vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra gần đây như vụ sạt lở ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Có đến 6 thi thể trẻ nhỏ từ 4 đến 9 tuổi, các cháu vẫn còn chưa được học hành hết bài học trên lớp, chưa học đọc hết mỗi chuyện, chưa chơi xong các trò chơi của các cháu và còn nhiều ước mơ chưa thực hiện được. Bão lũ và sạt lở ở miền Trung gần đây, nay là dù ở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên do biến đổi khí hậu cực đoan, do địa hình dốc đứng, do sự tác động của con người, trong đó có thủy điện nhỏ, công trình hạ tầng v.v. Và điều này đã tạo ra nhiều tranh luận. Song dù bất luận là nguyên nhân trực tiếp là gì, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục bảo vệ rừng, nhất là rừng tự nhiên, một cách nghiêm ngặt. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, tôi đã yêu cầu đóng cửa rừng tự nhiên và chúng ta cần tiếp tục nhất quán với quan điểm đó. Độ che phủ rừng hiện nay của chúng ta đã tăng trở lại trên 42%, song so với nhiều nước thì vẫn còn thấp. Do đó, chúng ta phải tiếp tục trồng cây gây rừng, làm cho Tết trồng cây trở thành một hoạt động thực chất hơn nữa theo lời dạy của Bác Hồ. Hướng đến lời dạy đó, tôi đề xuất sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới, trong đó có trồng cây ở các khu đô thị. Đại biểu nữ Kro Bờ Khắp, Đoàn Gia Lai. Các đồng chí có nói, có văn hóa từ chức trong cán bộ công chức không? Thì báo cáo với đại quốc hội và các đồng chí là luật cán bộ công chức đã quy định vấn đề từ chức này. Đó là cán bộ công chức lãnh đạo quản lý không đủ năng lực, không đủ uy tín theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc vì lý do khác chính đáng thì được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời bổ nhiệm. Quyết định 1847 của Thủ tướng nêu cán bộ công chức viên chức lãnh đạo chủ động xin thôi giữ chức khi thấy bản thân còn hạn chế về năng và uy tín. Và để có văn hóa từ chức trong cán bộ công chức cần phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần nêu gương mẫu trước nhân dân, trước đảng và nhà nước, mà do mỗi cán bộ chúng ta tự thấy với sự giám sát của nhân dân, của cán bộ công chức cơ quan. Văn hóa từ chức là có và đã có văn hóa pháp luật. Tôi xin trả lời thẳng câu này.